biểu. Phần thứ nhất là mục tiêu thì tôi xin phép không giới thiệu lại nữa, bởi vì là cũng giống như mục tiêu của bài khác. Phần thứ hai là phần nội dung. Chúng ta nhắc lại một chút về lý thuyết. Thuốc giải biểu là gì? Là những thuốc dùng để đưa ngoại tà, bao gồm có phong hàn thấp nhiệt ra ngoài bằng con đường mồ hôi, chữa những chứng bệnh còn ở biểu, làm cho bệnh không thâm nhập vào trong lý. Vậy biểu, em hiểu là những cái bệnh mới tác động ở ngoài da cơ, lông quân xương. Còn lý là bệnh đã tác động vào những tạng phủ bên trong cơ thể, ví dụ như phế, ví dụ như thận, ví dụ như là tỳ vị, bàng quang vân vân. Các vị thuốc này đa số có vị cay, có tác dụng phát tán gây ra mồ hôi và qua đường này đưa tạp khí ra ngoài. Vì vậy còn gọi là thuốc giải biểu, phát hàn hay phát tán giải biểu. Và chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là phát tán phong hàn, thứ hai phát tán phong nhiệt và thứ ba phát tán phong thấp. Nhóm thứ nhất là nhóm phát tán phong hàn, vị đầu tiên đến vị cuối chi. Bộ phận sử dụng là ngọn quế ở đầu cành. Khi chúng ta thu hái về ngâm ngâm ẩm này, sau đó là cắt lát, phơi khô và sử dụng, không sao tẩm bất kỳ thứ nào khác. Thì tác dụng của quế chi chủ yếu là chữa cảm mạo phong hàn. Tức là những trường hợp mà biểu hư có ra mồ hôi hay đó là chứng bệnh mà dân gian chúng ta rất hay mắc phải, đó là cảm lạnh đấy ạ, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi trong, vân vân. Ngoài ra còn có tác dụng chữa đau khớp, đau các dây thần kinh, ví dụ như là các trường hợp thoái hóa của đốt sống cổ, đốt sống thắt lưng gây chèn ép dây thần kinh tọa, dây kinh chi trên. Tác dụng tiếp theo là tác dụng chữa ho và long đờm. Liều dùng của cái nhóm thuốc giải biểu phát tán phong hàn nói chung ấy thì đa số là rất là thấp, thông thường từ 4 đến 12 gram một ngày. Vị thuốc thứ hai đó là sinh khương. Sinh khương chính là sinh tức là sống ạ, là củ gừng sống ạ. Đây là hình ảnh củ gừng sống rất quen thuộc với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta còn có bộ phận sử dụng khác của gừng, đó là can khương. Đấy, can khương tức là củ gừng khô dùng để chữa đau bụng do lạnh. Hôm nay cô giới thiệu với em đó là sinh khương. Thì tác dụng của nó chủ yếu là chữa cảm lạnh phong hàn, chữa nhức đầu chảy mũi này, nôn mửa do lạnh, đau bụng do lạnh, tác dụng giảm ho long đờm. Ngoài ra kích thích tiêu hóa, chữa các trường hợp chống bụng đầy hơi, ví dụ trong các trường hợp mà phụ nữ sau sinh. Em lưu ý là trong tất cả các món ăn đều có gừng, mục đích là để chữa chống bụng đầy hơi cho sản phụ và làm ôn ấm phần cơ thể cho sản phụ. Vị thuốc thứ ba là vị thuốc tía tô. Tía tô bộ phận sử dụng là cành lá và thân. Cành tía tô hay người ta còn gọi là tô ngạnh. Đây các em nhìn cái phần cuộn như này này, chính là cái phần cành của nó, có tác dụng là an thai. Nhưng an thai trong trường hợp nào? Ở đây cô nhấn mạnh với các em là an thai trong trường hợp ví dụ như là một người phụ nữ có thai 3 tháng thời kỳ đầu của thai nghén ấy, mà người phụ nữ bị cảm lạnh và có dấu hiệu đau bụng vùng hạ vị ấy thì là chúng ta mới sử dụng. Chứ còn bất kể một cái trường hợp nào khác, người phụ nữ đang có thai, ăn uống khỏe mạnh vân vân thì chúng ta hoàn toàn không được cho sản phụ dùng cái tía tô này. Lá tía tô hay chúng ta còn gọi là tang diệp ấy, đây là phần lá của nó đấy, hay còn gọi tang diệp, thì có tác dụng chữa cảm lạnh. Ngoài cái tác dụng chữa cảm lạnh ra thì hạt tía tô hay người ta gọi là tô tử có tác dụng là chữa ho và long đờm. Ngoài ra còn có tác dụng kích thích tiêu hóa, ví dụ như chữa cái nôn mửa, đau bụng, ợ hơi do lạnh. Ở cái tác dụng chữa cảm mạo do lạnh thì cô chỉ nhấn mạnh là lá tía tô thì chúng ta có rất nhiều cái hình thức sử dụng. Một là các bạn có thể sử dụng là trong cái bát cháo giải cảm. Thứ hai là chúng ta có thể là đây là một trong vị thuốc trong cái bài thuốc mà chữa xông hơi đấy, xông hơi giải cảm cho bệnh nhân. Liều dùng của vị thuốc này thì cao hơn một chút, trung bình là từ 6 đến 12 gram một ngày. Vị thuốc tiếp theo đó là vị kinh giới. Kinh giới bộ phận sử dụng là cũng giống như tí tô, tức là toàn cây bỏ rễ, cành, lá. Thì ở đây các em lưu ý là có hoa kinh giới hay người ta còn gọi là kinh giới tuệ ấy. Kinh giới tuệ thì dùng để là hoa kinh giới ấy, dùng để khi phơi khô và sao đen lên thì có tác dụng là cầm máu trong các trường hợp rong kinh, chảy máu cam hoặc là đái ra máu. Ngoài ra có tác dụng là chữa cảm mạo phong hàn, các chứng đau dây thần kinh do lạnh, giải độc, giải dị ứng, chữa ngứa, làm mọc lốp ăn trẩn,
trẻ em mới sinh ấy, thì là trẻ rất hay bị viêm da, thì đây là kinh giới là một trong những vị thuốc mà được các mẹ các bà hay dùng nhất để tắm cho trẻ nếu mà có triệu chứng của viêm da. Thế còn ngoài ra kinh giới còn có tác dụng làm mọc nhanh mọc lớp ăn trẩn trong bệnh sởi thì phần lý thuyết các cô đã giới thiệu với các em rồi, nên cô không nói lại cái phần tác dụng nó cực kỳ để sởi này nữa. Vị thuốc tiếp đó là ma hoàng. Ma hoàng tính vị thì cay cay ấm và tác dụng chủ yếu là chữa cảm mạo do lạnh, chữa hen suyễn, chữa viêm mũi dị ứng. Ngoài ra còn có tác dụng lợi liệu và chữa phù. Bạch chỉ, bộ phận sử dụng là rễ củ của cây bạch chỉ. Tác dụng chủ yếu của bạch chỉ là chữa cảm do lạnh, chữa viêm mũi dị ứng, ngạt mũi và chống viêm. Trên thị trường hiện nay các em thấy rằng là có bột xuyên khung bạch chỉ là một trong thứ bột mà chúng ta mua về sử dụng rất là dễ. Và đây chính là cái sản phẩm, cái bột bạch chỉ ấy, chính là sản phẩm từ cây bạch chỉ mà các em đang nhìn đấy. Tế tân bộ phận sử dụng là rễ củ của cây. Vị thì cay tính ấm, tác dụng chữa cảm lạnh phong hàn, chữa ho đầm nhiều, chữa đau khớp và đau dây thần kinh do lạnh. Tác dụng này giống như là tác dụng của vị thuốc đầu tiên đó là quế chi ấy. Ta sang cái nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc phát tán phong nhiệt. Phát tán phong nhiệt là những thuốc mà dùng để chữa các trường hợp cảm mạo phong nhiệt thời kỳ đầu viêm long khởi phát của các bệnh truyền nhiễm nhiễm khuẩn. Có tác dụng là làm mọc các lớp ăn trẩn, ho, viêm phế quản, thể hen. Cái vị thuốc đầu tiên có giới thiệu ở cái nhóm thuốc này đó là cắt căn. Cắt căn chính là gốc rễ của củ sắn dây và được thu hái vào mùa thu đông. Thời điểm mùa thu đông là mùa mà các loại củ quả thì là có nhiều cái tinh chất nhiều nhất. Tác dụng của cắt căn thì là chữa cảm mạo có sốt, chữa bệnh chảy nhiễm trùng, chữa chỉ khát sinh tân dịch và ngoài ra chữa co cứng cơ do cảm mạo phong nhiệt gây đau vai gáy và nhức đầu. Liều dùng của cái nhóm thuốc phát tán phong nhiệt thì cũng rất là cao, trung bình từ 8 đến 16 thậm chí có thể đến 20 gram một ngày ạ. Vị thuốc xài hồ. Xài hồ bộ phận sử dụng là cành của cây ạ, cắt nhỏ và phơi khô. Tác dụng của xài hồ là chữa chứng cảm mạo, nhưng ở bán biểu bán lý, tức là bệnh mới đang từ biểu và vào lý thôi chứ chưa bị vào lý hoàn toàn. Chữa sốt rét và chữa viêm màng tiết hợp cấp. Ngoài ra còn có một tác dụng là chữa các chứng xa dạ dày, xa trực tràng và thoát vị bẹn. Vị thuốc tiếp theo đó là bạc hà. Bộ phận sử dụng là bỏ rễ, dùng cành và lá của cây. Thì bạc hà các em biết rồi, đây là một cái vị thuốc mà có rất nhiều chế phẩm trên thị trường mà các em có thể là đã từng ăn, ví dụ như kẹo bạc hà này, tinh dầu bạc hà này, dùng để xông đấy. Tác dụng chủ yếu của nó là tuy là vị cay tính mát nhưng mà tác dụng chủ yếu của nó là chữa cảm mạo có sốt, chữa viêm họng, đau họng có sốt và làm mọc các lốt ban trẩn trong bệnh sởi thủy đậu và sốt phát ban. Vị thuốc tăng diệp. Tăng diệp tức là bộ phận sử dụng là lá của cây dâu ấy. Vị ngọt, đắng và tính lạnh, chữa cảm mạo có sốt, chữa viêm màng tiết hợp cấp và cầm máu, chữa ho viêm họng, da mồ hôi trộm và ngủ kém. Chúng ta có thể dùng lá tươi hoặc là lá khô của cây. Thăng ma, bộ phận sử dụng là củ của cây, thì các em quan sát với cái vị thăng ma này hơi đặc biệt một chút, tức là nó có những cái vân gỗ màu nâu ấy. Và ngoài cái tác dụng chữa cảm phong nhiệt ra thì thăng ma còn có một cái chứng là chữa các chứng như xa dạ dày, xa trực tràng và xa sinh dục. Thăng có nghĩa là đi lên đó, tức là chữa các chứng xa. Ngoài ra còn chữa loét miệng, đau họng, thúc đẩy mọc các ban sỏi mọc. Vị thuốc tiếp đó là vị cúc hoa. Cúc hoa các em nhìn đây là vị thuốc mà gọi là những cái bông hoa rất là nhỏ nhưng mà nó có màu vàng. Để có được màu vàng này thì cái điều kiện thu hái của nó đầu tiên là thu hái vào buổi sáng sớm lúc còn sương mai. Thứ hai nữa là sau đó là chúng ta phơi trong âm can, tức là bên ngoài thì nắng, chúng ta phơi trong bóng râm ấy. Mục đích là chúng ta vẫn còn giữ được cái màu vàng và cái hoạt chất của cúc hoa. Thì cúc hoa là một trong những vị thuốc có tác dụng chữa nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt và có tác dụng là
hạ huyết áp, chữa viêm màng tiếp họng cấp, chữa giảm thị lực, chữa mụn nhọt. Ngoài ra thì là có một cái bài thuốc dân gian, các em lưu ý là cúc hoa này, cẩm hoè hoa này, là hai và tâm sen là ba vị thuốc để có tác dụng là hạ huyết áp. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân có cái bệnh cao huyết áp mãn tính thì chúng ta có thể pha giống như pha trà hàng ngày, uống vào sau tầm 8 giờ sáng và tầm ăn cơm chiều cho bệnh nhân. Nhóm thuốc phát tán phong thấp thì bao gồm các vị sau. Vị thứ nhất đó là khi thiêm thảo. Khi thiêm thảo hay người ta tên dân gian các cụ còn gọi là kịch cỏ đĩ, nó rất nhiều tên. Tính vị đắng và tính lạnh, chủ yếu là chữa viêm khớp, chữa các đau các dây thần kinh, chữa mụn nhọt và dị ứng. Vị thuốc thứ hai trong nhóm này đó là tang ký sinh. Tang ký sinh tức là tầm gửi sống nhờ cây dâu ạ. Tác dụng chủ yếu của nhóm này là chữa đau khớp xương, đau dây thần kinh ngoại biên, đau lưng, trẻ em chậm biết đi, người già đau lưng mỏi gối, chậm mọc, trẻ em thì chậm mọc răng và ngoài ra còn có tác dụng an thai. Vị ké đầu ngựa. Ké đầu ngựa tên khác hay người ta còn gọi là thương nhĩ tử. Tác dụng của nó là chữa đau khớp, đau dây thần kinh, chữa cảm do lạnh, ngoài ra còn có tác dụng chữa giải dị ứng và chữa mụn nhọt. Ở trên thị trường hiện nay ấy, thì các em lưu ý là chúng ta còn có một loại cây ké nữa, người ta gọi là cây ké nam. Đây cây ké này chúng ta gọi là cây ké bắc. Cây ké nam thì hay mọc hoang ở các vùng đồi núi, quả thì tròn. Khi mà già thì nó có rất nhiều gai, mà chúng ta đi ngoài đường mà chúng ta gặp cây ké đấy thì nó hay bám dính vào quần, nhất là cái loại quần vải đấy. Vị thuốc thổ phục linh. Thổ phục linh tên khác là cây khúc thắc hay củ kim cang. Bộ phận sử dụng là rễ củ của cây. Vị ngọt tính bình, chữa viêm khớp cấp, chữa mụn nhọt, chữa các trường hợp là dị ứng mẩn hứa, lở loét ngoài da đấy. Ngoài ra còn có tác dụng chữa trị chảy nhiễm trùng. Vị thuốc ngũ gia bì chân chim. Đây là một trong những vị thuốc mà cô đã giới thiệu trong phần lý thuyết của các em rồi. Ngoài cái tác dụng làm cảnh ra thì là còn có tác dụng là dùng thuốc để điều trị. Thì khi dùng thuốc điều trị, người ta sử dụng cái vỏ gỗ của thân, vỏ của thân cây chứ không phải dùng lá cây. Thế thì tác dụng của nó ngoài cái tác dụng chữa đau khớp ra thì còn có tác dụng chữa những người già đau lưng, trẻ em chậm biết đi và lợi liệu. Vị thuốc phòng phong, bộ phận sử dụng là rễ củ của cây, tác dụng chữa ngoại cảm phong hàn, chữa đau dây thần kinh, co cứng các cơ, đau khớp và chữa dị ứng. Bộ phận sử dụng là rễ củ của cây nhé. Vị thuốc tần dao, bộ phận sử dụng là rễ củ của cây tần dao, tác dụng chữa đau khớp, đau dây thần kinh, chữa hoàng đản nhiễm trùng, tức là các trường hợp viêm gan siêu vi trùng nhé, và viêm đường mật. Ngoài ra còn có tác dụng nhuận tràng. Nhuận tràng này là do trong các trường hợp mà sốt cao mà gây mất nước điện giải, cô đặc phân ấy, thì chúng ta nên dùng cái tần dao này. Vị thuốc cuối cùng trong cái nhóm này đó là thương chuẩn. Bộ phận sử dụng là rễ củ của cây, có tác dụng chữa cảm mạo do lạnh, chữa đau khớp. Ngoài ra còn có tác dụng kích thích tiêu hóa, chữa ỉa chảy mãn tính và chữa ho hen đờm nhiều.